Xin kính chào toàn thể các bác, xin các mọi miền quê hương đất nước Việt Nam của bạn bè năm châu quốc tế. Thì em về thêm được hai cặp vỏ cuối cùng, một cặp vỏ hỏa tiễn đôi 30, một cặp vỏ hỏa tiễn đôi 40. Những cái đôi cuối cùng này thì em báo giá luôn nhá, trừ cho các bác khá nhiều luôn. Đôi này em đang bán là 3,6 triệu bao ship, không lưới trừ 600, 3 triệu. Giá tốt chưa? Cặp này nữa là em đang bán là 4,6 triệu bao ship, trừ cho các bác 600, 4 triệu, được chưa? Cái tiền lưới không bao giờ đến tiền ý đâu. Tiền lưới chỉ tầm 400-500 nghìn thôi. Nhưng đây là do sơ suất của xưởng và bên đơn vị hợp tác là bên công ty sản xuất lưới không làm kịp, mà các bác gọi đơn rất nhiều. Bây giờ giá đó các bác có chốt được hay không? Tùy vào ý kiến của các bác. Đấy. Đây là những cái đôi vỏ cao cấp cuối cùng nha. Còn sắp tới thì em cũng ra nữa, nhưng mà chắc không được đẹp như này đâu, nó sẽ xấu hơn, hơi đáng kể. Đấy, được chưa? Hỏa tiễn đôi 40. Đấy. Với mức giá hiện tại em đang bán là 4,6 triệu, không lưới là có 4 triệu. Hỏa tiễn đôi 30, không lưới là 3 triệu, cả lưới là 3,6 triệu. Trừ cho các bác độc số lẻ thôi, riêng cái tiền số lẻ này các bác đi đánh chén liên hoan thôi là thoải mái rồi. 600 nghìn các bác đi uống bia rồi nên đi liên hoan rồi đi các kiểu là thoải mái rồi. Đấy, được chưa? Không có lưới thì em mua với giá không lưới. Giá em chênh lệch với giá con lưới và không lưới nên nó chênh lệch nhau giá nhập nhá. Chênh lệch nhau có 300 nghìn. Mà bây giờ đăng lên nó phải chịu lỗ một phát như này. Các bác phải biết rồi. Thì đây là những video cuối cùng, thông báo cuối cùng cho các bác. Các bác nào nấy thì liên hệ trực tiếp với em để soạn đơn nhanh nhất, khẩn trương nhất cho các bác. Giá trên là vẫn bao ship cho các bác nhé, nhưng bao ship gửi xe thôi, chứ này gửi bưu điện các bác thêm cho em chút xíu, chứ không em không đỡ nổi. Em nói thật là không đỡ nổi đâu, bởi vì như cái đôi hỏa tiễn đôi 40 này nhá, cặp này mà gửi bưu điện hay Viettel hay gì đấy, bét 600 nghìn một thục một kiện, 5-600 nghìn một kiện, tức là một đôi nó mất 1 triệu. Đấy, thì đào đâu ra mà có lãi các bác ạ. Cái đôi này thì nó nhẹ đón hơn tí, chắc là chỉ tầm 8-900 thôi. Đấy. Ok, thì hôm nay thông báo với các bác là hỏa tiễn có hàng nhưng nó trong tình trạng như thế này. Các bác săn đón và tìm mua hay là không săn đón và tìm mua, tùy ý kiến của các bác. Bên em chỉ có nhiệm vụ báo có hàng các bác thôi, chứ tầm này nghe có vẻ rất là chán. Đấy, vào đúng cái mà các bác săn đón tìm mua thì nó này như thế này. Đấy, mà chậm đơn cũng biết. Em thông báo luôn các bác nhé, các bác nào mà chốt đơn mà chưa có hàng hoặc là nhỡ hàng như này, các bác thông cảm. Bên em chỉ đứng ra trung gian thôi nên là bao nhiêu trách nhiệm thì em xin chịu trách nhiệm với toàn thể các bác, được chưa? Đấy. Thì vẫn báo cáo các bác là sơn sần hạt cát. Đấy, trước là sơn đẹp, bây giờ ông chủ sở ông sơn lại sơn phủ thêm này, nhìn trông chán đời không? Đã bảo đừng sơn, về để em tự vệ sinh thì không để cho vào sơn xong bắn lung tung lên beng này, nhìn trông màu mè, trông nó chán đời không? Các bác nhìn trông nó có đồng bóng không? Bóng quá thể, đúng chưa? Rồi, không kể xấu nào nữa. Video đến đây kết thúc. Các bác nào quan tâm đến đôi vỏ nào thì liên hệ trực tiếp với em. Hiện tại em còn đúng là một đôi kép 40, một đôi kép 30. Các bác nào đấy thì alo cho em. Đấy, giá thế là rất là xuân yêu thương rồi. Mà các bác còn kêu đắt thế thì em chịu nhá. Riêng tiền mua lưới các bác mua chỉ tầm 300-500 nghìn thôi là quá đáng lắm rồi. Đôi này 400 nghìn tiền lưới hết cỡ nhá. Có tí nữa sát thôi. Đôi này đắt là đến 500. Nếu các bác mua nẻ đắt là 500. Còn thường thường là không đến đâu. Có tí lưới làm gì mà chém đắt thế hả? Lưới thì toàn lưới Việt Nam, không phải lưới Trung Quốc mấy đâu. Đây em chỉ nói thế thôi. Ok, video đến đây kết thúc nhá. Các bác nào quan tâm thì liên hệ trực tiếp với em. Xin kính chào toàn thể các bác, hẹn các bác trong clip lần sau.